đường chị đang vừa chạy xe mà đoạn đường đó có hai cái tai nạn luôn. Đó, vậy đó, thì chị nhìn theo y chang vậy luôn nên chị thấy rất là đẹp. Mời bạn trai. Chào bạn. Chào, chào anh Quyền Linh. Mời bạn ngồi. Chào chị Cát Tường. Chào bạn. Chào toàn thể các bạn. Áo body ha. Áo mũi ha. Có mũi. Bạn tên là gì? Em tên là Duy Linh. Anh là Quyền Linh. Cũng Linh. Bạn bao nhiêu tuổi? Em 29 tuổi. Em thì quê Bến Tre. Bến Tre. Em làm nhân viên văn phòng. Linh 6 múi, 29 tuổi. Mời bạn nữ của chúng ta bước ra sân khấu. Wow, ấn tượng quá. Chào em tự giới thiệu về mình. Chào chị và anh Quyền Linh và bạn bên kia. Em tên là Trương Hiến Vi. Năm nay em 25 tuổi. Và em đang làm nhân viên của công ty may mặc GG. Rồi cầm cái gì đây? Dạ do em sợ rung quá em quên chị. À là cầm theo giống như là bùa đó hả? Cầm theo để nhắc tuồng đó chị nhá hả? Bây giờ mình nói một chút xíu về mình đi. Là một người đàn ông chạy chuốt thế này ha. Nhìn mà áo body này kia rồi mượt mà quá. Đừng có khen quá, tôi chung qua tôi coi à nghe. Từ từ. Chưa, từ từ bình tĩnh, thấy mượt mà quá. Có bao giờ bạn có nghĩ là con gái họ thấy đàn ông mà mượt mà quá, chạy chuốt quá, họ cũng nghi ngờ chút xíu không? Có, em là chắc 90% là đều nghi ngờ. Nghi ngờ về gì? Kêu không được men. Trời ai nói vậy? Nhiều lắm. Nhiều đúng không? Không phải, tôi ý bạn nói là nhiều khi đàn ông chạy chuốt quá, ăn mặc nó điệu đàng quá, người ta nói mình chắc là đi cua gái nhiều hay là không có chung tình. Em thích cái đẹp. Thích cái đẹp? Dạ. Một cái người như thế này tại sao là không có người yêu? Em thì thật sự từ trước giờ thì cũng có nhiều mối tình, nhưng mà em thì toàn là bị bỏ thôi. Có không? Có, bị bỏ không anh? Giới thiệu kỳ vậy, nãy giờ là 6 múi đẹp trai mà toàn bị bỏ là sao? Coi lại vấn đề nha. Đó là bí mật mà. Bí mật hồ tôi qua mà không đẹp mà không 6 múi là chết với tôi, chết cái ông giới thiệu á. Em trước tiên em tự giới thiệu về bản thân mình trước đi. Em quê quán ở thành phố Hồ Chí Minh luôn. Ừ. Em hiện tại là con một, em sống với ba mẹ. Cho nên em cần tìm người quê cũng ở thành phố Hồ Chí Minh luôn á chị. Rồi mẹ có yêu cầu gì đưa ra không? Hoàn cảnh gia đình mình sao? Mẹ nói là thương và chiều chuộng em là được. Kinh tế ổn định. Kinh tế ổn định. Bản thân em thì em thấy người mình là người như thế nào? Dạ em, do em làm về thời trang may mặc á, cho nên là em hơi khá cách với so với người lớn, cho nên là mỗi người mà em chọn thì ba mẹ không đồng ý. Ủa em chọn sao mà ba mẹ không đồng ý? Thì giống giống em vậy mà. Nếu vậy thì ba mẹ cũng không đồng ý em luôn? Dạ ba mẹ có la, nhưng mà do là con gái cho nên cũng chiều em, bỏ qua. Như bản thân em nghĩ em là tốt hay là không tốt? Chỉ bề ngoài em vậy thôi, nhưng mà thật sự là em hiền, em ngoan lắm chị. Ngoan là ngoan là sao? Ví dụ? Em không có đi chơi khuya nhiều. Em chỉ đi làm xong rồi về nhà hoặc là đi ăn với bạn bè vậy thôi chị. Mình đã có bao nhiêu mối tình rồi? Trước thì em quen một chị. Hồi đó giờ có một à? Dạ. Chia tay bao lâu rồi? Cũng khoảng 2 năm rồi chị. Mà 2 năm nay tại sao không ai mình không quen ai? Tại em cũng do đi làm không á. Trong chỗ môi trường làm việc của em có ai để... Dạ không chị. Tại vì môi trường làm việc của em á toàn là nữ không à. Mà có người đàn ông nào dòm em họ giật mình chưa? Dạ rồi chị. Em có hỏi họ tại sao hay là em phải giải thích? Em không hỏi, em không quan tâm chị. Mà nhiều người giật mình lắm đúng không? Dạ đúng rồi. Trời ơi, cô nói sao bí ẩn quá vậy? Bí ẩn lắm. Mình lắm hả? Bí ẩn lắm, chị cứ giỡn nha. Thấy em là chị nhớ là chị hồi xưa y vậy đó. Nhớ đoạn đường chị đang vừa chạy xe mà đoạn đường đó có hai cái tai nạn luôn. Mà chị biết lý do không chị? Thì đó người ta không ngờ, bất ngờ quá, như mình người hành tinh xuống vậy. Mà qua rồi, xe chạy qua rồi nha. Đó, vậy đó, thì chị nhìn em y chang vậy luôn nên chị thấy rất là đẹp. Thôi bây giờ mình nói về cái sở trường của mình đi. Bạn có cái tài năng gì? Em thêm về làm đẹp. Nói lớn cho bạn trai bên đây nghe nè Yến Vi. Bạn kia cũng nói nhỏ mà anh em đâu nghe đâu. Rất là chặt chém. Em có sở thích là nấu ăn chị. Em thích nấu món Hàn Quốc, đồ chay. Hoặc là đồ ăn trong gia đình thì em cũng thích tự nấu. Rồi vậy thì còn điểm yếu của mình? Đi ăn trong nhà hàng á, dù sang trọng cỡ nào em cũng để cái chân lên. Không thì phải đi khám chứ, mình còn trẻ phải coi bị gì, phải có cái gì đó chạm sợi dây gì nó mới vậy. Dạ không chị. Đây, mình hỏi bạn trai xíu, sở thích của bạn là như thế nào? Em thì thích nghe nhạc trữ tình, thích chụp hình, thích chơi thể thao như đá banh. Không thích gì? Đông, ồn ào. Em thích yên tĩnh tí. Mình tìm một đối tượng cho mình với ngoại hình ra sao và tính tình như thế? Ngoại hình á thì cao ráo, trắng trẻo, đầy đặn, tóc dài. Theo em quan niệm phụ nữ hiện đại là phụ nữ như thế nào? Phụ nữ hiện đại là không ở nhà là làm nội trợ không, mà có thể là đi ra ngoài làm việc.
Ăn mặc thì có thể thoáng tí xíu, không có kính cổng cao tường quá, sexy tí cũng không sao. Bạn bên kia có thích bạn nữ mà nhuộm tóc không ạ? Nâu nâu cũng được, tại vì anh cũng đang tóc nâu nâu. Nhưng mà đừng có vàng quá hoặc là đỏ quá. Em cũng đang nhuộm tóc. Vậy anh đoán thử em nhuộm màu gì vậy? Màu xanh rêu rồi. Cho anh đoán lại lần nữa thì anh. Anh đoán không ra, anh chỉ suy nghĩ ra là em nhuộm màu hơi có ánh xanh xanh một tí. Thì gần đúng rồi. Dạ. Bây giờ nếu mà quen nhau thì cưới liền không? Tìm hiểu kỹ chắc qua năm hoặc tới mới cưới. Muốn mấy đứa con? Em thì hai đứa trai đứa gái. Còn bên kia? Dạ em nghe cũng được á. Tại em là con một á cho nên em muốn đông con thì vui chị. Nhưng mà bạn trai bên kia nói qua năm sau là đám cưới được, mà đã chuẩn bị gì cho đám cưới chưa? Em thì cũng Sài Gòn thì em không có đủ điều kiện để mua, nên mà em mua ở ngoài khu vực là Bình Chánh kế bên Long An á, thì có nhà riêng em ở của mình. Chỗ đó xa rồi, chỗ đó đất mắc lắm. Mình chánh mới cũng đi thành phố Hồ Chí Minh vậy đó. Không có đông vui giống như trời ơi, còn có đông vui nữa. Cô này lạ hết không chị Trần? Không hộp. Tao ở Bình Chánh mà không chịu là sao? Em thích chỗ náo nhiệt à, chỗ vắng vẻ thì không có hợp với em. Anh kia anh thích chỗ vắng vẻ, em thích chỗ náo nhiệt. Vậy không lấy nhau mọi người đi chơi kiểu. Yêu cầu anh nói thuyết phục em đi anh. Thí dụ giờ em nhìn em thấy em yêu ảnh rồi, em có về đồng ý về Bình Chánh ở không? Xíu nữa em coi mặt đó. Bây giờ em thích mẫu người bạn trai em là người như thế nào? Dễ thương giống Chi đi á chị. Thôi chị coi giùm em đi chị. Coi giùm ha. Trời, bên đây ngon lành à. Chào chị. Ngon, cũng ngon. Trời. Vậy mà không có bồ hả? Trước kia có, giờ không có. Lý do? Tại không phù hợp. Bản thân em có chung thủy không? Có. Nên là nãy như em nói là em toàn bị bỏ thôi. Tạm tin nha, để tôi gán tôi thuyết phục cái vụ ra Bình Chánh. Ở ngoài là Bình Chánh, vô cái hẻm Long An. Lành quá, Long An. Em có người thân đi theo không? Có, đồng nghiệp của em. Đồng nghiệp. Rồi, xin chào bạn. Chào Duy Linh, chào chị Cát Tường. Ở cơ quan thì bạn Duy Linh này có nhiều người phụ nữ nhìn không? Môi trường làm việc của bên em thì nhân viên nữ thì cũng nhiều. Thì cũng nhiều bạn rất là thích anh. Tại vì anh cũng rất là hòa đồng, dễ thương. Và nói chung là cũng rất là ga lăng. Rồi, vậy mà sao anh không chịu? Lý do? Ở môi trường của bên em thì nhân viên nữ nhiều và đa số là các bạn trẻ, thì có thể là cái kinh nghiệm sống của các bạn không bằng, có thể là anh cảm thấy là anh không phù hợp. Bạn thấy bạn bên kia phù hợp không? Thì ví dụ như là trong khoảng thời gian mà nói chuyện hoặc là tiếp xúc với nhau lâu dài thì mới biết là như thế nào, chứ không thể nào mà mình nhìn hình ảnh ở bên ngoài của người ta như thế nào để đánh giá được. Em muốn nói với chị Vi thì nếu như mà so với những tiêu chuẩn của chị á, em nghĩ là anh Linh đáp ứng được ít nhất là phải 90% cái yêu cầu của chị á. À, cảm ơn em. Bây giờ mình đi với có ai? Dạ hôm nay em đi với ba và mẹ em. À có ba mẹ luôn, rồi đâu ba mẹ? Dạ chào cô, chào chú. Chào MC Cát Tường, chào Quyền Linh. Dạ chào cô. Dạ trước tiên là con rất là ấn tượng với con gái của cô. Thế thì bản thân cô tự nhận xét về con mình thì cô thấy Vi như thế nào? Ở nhà có một mình Vi thôi nên là cũng ngoan, hiền. Nói chung thì cũng nhõng nhẽo đó, nhưng mà khuyên thì cũng nghe. Nhưng mà ăn thua là bạn nam này có biết lẽ phải, kính trên nhường dưới. Biết thương yêu vợ rồi biết lo cuộc sống gia đình. Thì những cái tiêu chuẩn đó thì rất là tốt thôi. Rồi, cảm ơn cô. Bây giờ chúng ta sẽ có 2 phút để trò chuyện với nhau, để hiểu kỹ nhau hơn. Nào, kéo màn lên. 2 phút dành cho các bạn. Bắt đầu. Ôi trời ơi, mình. Ở đây không có tai nạn, ở đây không có xe. Chào em. Trắng, tóc dài, đẩy đà, đúng như tiêu chuẩn của bạn đúng không? Nãy bạn diễn tả đúng luôn. Đón túng trúng là... Đúng hết luôn. Xanh rêu. Đúng có luôn. Em cảm nhận thế nào về người đối diện mà thấy em... Thôi, dạ giống T.O.B thiệt. Vậy là trúng rồi đó, trúng rồi. Nhìn em rất là dễ thương, trẻ hơn tuổi. Dạ em cảm ơn em. Tính em hơi con nít cho nên là... Anh thì cũng hơi già già nên là có thể là chịu được. Thì em thấy anh thế nào? Do ngoài sức tưởng tượng của em. Anh đem hoa theo. Anh của anh dạ em cảm ơn. Trời đất ơi, đợi tao nhắc nữa thiệt á. Cho em hỏi ba mẹ anh khó không ạ? Ba mẹ anh làm giáo viên nên là
cái khuôn chuẩn nào đó nó cũng có cái gì đó nó khó, nhưng mà càng ngày càng lớn tuổi anh thấy mẹ anh hình như khó hơn, dễ hơn. Dạ. Giống như lúc trước anh không nhuộm tóc được, nay nhuộm được màu này mẹ cũng ok, không nói gì. Ba mẹ đều làm giáo viên hết. Đúng rồi. Mẹ em cũng là giáo viên cấp 1 á. Bác dạy lớp mấy vậy bác? Bác làm trong ban giám hiệu em. Nói chung là Vi á, nó làm ngành thời trang á, nói chung là bác cũng không thích nó nhuộm đầu vậy đâu, gia đình cũng phản đối dữ lắm á. Nhưng mà ý thích chỉ nói là đẹp, nói vậy là đẹp. Mỗi người có ý thích, vấn đề chúng ta sống thế nào thôi. Còn không thể nhìn bề ngoài mà nó đánh giá được cái gì hết. À, sẵn cho anh hỏi liên cái là gia đình anh thì hối đến có lập gia đình sớm thì em có nghĩ tới xa hơn? Dạ có, nhà em cũng nôn lắm anh. Dạ anh ở xa vậy có đi chơi ở thành phố nhiều mà. Hầu như anh sống ngày anh sống toàn thành phố không à, chỉ tối anh về ngủ là ở dưới thôi. Vì về dưới thì có thể mình thoải mái hơn, ví dụ như là không khí thoáng hơn. Rồi mình muốn tự kỷ gì đó, mình tự kỷ cũng không ảnh hưởng đến ai. Mẹ em nói em bị tự kỷ. Vậy là cũng có ba mẹ chia sẻ cũng đỡ, anh tự kỷ nặng hơn anh tí. Anh về là đóng cửa lại, vô mở nhạc sến nghe. Em thích nhạc sến không? Dạ, em có nghe bài Đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng cô đơn. Hết thời gian. Rồi, suy nghĩ thật kỹ nha. Chúng ta đâu coi suy nghĩ như thế nào để quyết định có bấm nút hay không. Một, hai, ba. Hết thời gian. Rồi, chúc mừng các bạn. Chỉ có một vài phút ngắn ngủi thôi, nhưng mà chúng ta cũng đã cảm nhận về nhau cũng rất là nhiều. Tôi hy vọng là các bạn còn tiến xa hơn nữa trên cái con đường hướng tới tương lai. Bằng các bạn vẽ xem phim của chương trình, chúng ta sẽ có thêm khoảng thời gian để xem phim, để tìm hiểu nhau nhiều hơn. Đây là nước xịt thơm miệng thảo dược Relax gửi tặng cho hai bạn. Rồi, cảm ơn chị. Rồi, mình nắm tay nhau cái đi. Hùng bằng gái cái đi. Thôi chị. Chúng ta tràn pháo tay chúc mừng hai bạn. Tôi dắt tay đi xem phim nữa các bạn. Bây giờ nghe giọng nói hát của bạn nữ cảm nhận sao em? Em thấy bạn nữ hát cũng hay, giống cháu em. Rất là vui, tại vì nãy giờ Tường im lặng, không có nói nhiều. Tại im lặng để coi, quan sát hai bạn, nó qua nó lại. Mình thấy cặp này rất là hợp, đúng không? Đúng rồi. Đẹp đôi, trai tài, gái sắc. Nói chung hai người cũng rất là hiền, lành tính. Nếu như được sự đồng ý của cha mẹ gọi là tư vấn thêm thì chắc các bạn sẽ tiến xa hơn nữa. Chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai. Mời bạn trai. Chào bạn, mời bạn ngồi. Bạn tên là gì? Dạ, em tên Phạm Phúc Nguyên. Phúc Nguyên, làm nghề gì? Em đang công tác trong văn phòng đảng ủy. Làm lâu chưa? Cơ quan nhà nước. Dạ, cũng 2013 tới giờ. Và bây giờ mời bạn nữ bước ra sân khấu. Dạ, em chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh và chào tất cả các bạn khán giả. Rồi, chào em tự giới thiệu về mình. Dạ, em tên là Hạnh, năm nay em 22 tuổi. Hiện nay em đang làm nhân viên marketing của công ty thực phẩm Hồng Yến. Hạnh tự giới thiệu mình về cái sở trường của em chẳng hạn, hay sở thích. Dạ, sở trường em thì em thích hát với lại cũng thích nấu ăn. Nói chung là nấu ăn thì nấu ăn được cả ba miền luôn. Nhưng mà ăn ngon hay không là vấn đề ở người ăn. Rồi, mở màn vô hát cái cho nó xôm đi. Dạ, mấy bữa nay cũng cảm cho nên là hát cũng hơi khó, nên là hát một bài để vui vui thôi. Rồi, vui vui. Một con vịt sẽ ra hai cái cánh, nó kêu đặng cáp 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 cạp cạp cạp. Gặp hồ nước nó bị bà bị bóng, lúc lên bờ vẫy cái cánh cho khô. Bình thường hay hát là hát vậy không á hả? Dạ không, bình thường thì tùy do cảm xúc nữa. Rồi, vậy những cái mặt mạnh của mình là nghe rồi, hát rồi, vậy những điểm yếu của mình là gì nè? Bình thường thì cũng có hay quên, với lại đi hẹn thì cũng có giờ dây thun một tí. Không, nữ dây thun chút xíu cũng được, đừng mà đừng nhiều quá. Xí nhiều lắm. Thôi, cái đó không được. Ai mà chờ đợi thời gian giờ quý báu lắm em. Dạ. Phí thời gian của nhau, thời gian đó người ta đi ra biết đâu ta kiếm được mối khác. Rồi, bạn nam nãy giờ nghe giọng nó hát của bạn nữ cảm nhận sao em? Em thấy bạn nữ hát cũng hay, giống cháu em. Làm cơ quan nhà nước,
Như vậy thì thời gian chắc là nó cũng đúng giờ, phải đúng giờ giấc đúng không bạn? Cũng 8 tiếng giờ hành chính thôi, nhưng mà đôi lúc cũng có công việc ngoài nữa. Cũng đẹp trai thế này mà không lẽ tìm không được người yêu trong cơ quan hả? À, cơ quan em thì thường là mấy cô không? Em nhỏ nhất. Sao bạn dám đăng ký chương trình trên đây, có xin mấy cô chưa? Cũng có mấy cô cũng muốn giới thiệu con gái cũng này nọ, nhưng mà cảm thấy không hợp. Không có hợp hả? Dạ. Tìm người phụ nữ thế nào mà nó khó đến như vậy? Em cũng không biết nữa, nhưng mà trước giờ em quen thường là có hai loại phụ nữ là lớn hơn với nhỏ hơn. Mà nhỏ hơn thì thường nói em già quá. Còn lớn hơn thì thường nói em con nít quá. Mấy mối tình rồi? Dạ, hai. Mối tình mà mới đây nè, chia tay lâu chưa? Dạ, cũng một năm hơn. Bạn làm cơ quan nhà nước vậy thì sau này lấy vợ rồi có lương bổng có đủ lo cho vợ không? Dạ, cái hiện tại thì em đủ sống, nhưng mà chắc lấy vợ thì em cũng phải phấn đấu thêm. Khoảng bao lâu nữa mới lấy vợ? Mà em cũng hay hỏi câu này đó. Em thường nói mà em là chắc cỡ nhiệm kỳ nữa. Nhiệm kỳ 5 năm nữa. Dạ đúng rồi. Rồi đó, bên đây 5 năm nữa mới lấy vợ nha. Trời ơi, năm nay là nhiêu mà 5 năm nữa là nhiêu trời. Rồi sao sanh con? Dạ, chị Cát Tường, hôm nay em 26. Thì nhà cửa thì em cũng có nhà ở trên thành phố, cũng đang ở chung với mẹ. Công việc thì cũng tạm ổn. Thì mình cứ phấn đấu để mà sau này về chăm lo cho gia đình tốt hơn thôi. Em muốn rồi chừng nào lấy lập gia đình? Dạ, cỡ 2 năm nữa thôi à. 2 năm nữa thôi. Dạ. Không chờ hơn. Lâu quá sao? Không biết sao. Mình có đặt ra tiêu chuẩn người bạn trai tượng của mình là người như thế nào không? Về tính cách, về ngoại hình. Ngoại hình nhìn được một xíu. Em thì em thích nhờ anh chàng suy nghĩ chín chắn tí. Tại em mặc dù trẻ nhưng mà cũng hơi suy nghĩ hơi già. Mình có đưa ra cái mẫu người lý tưởng của mình là người như thế nào không? Nếu mà ngoại hình thì giống như kiểu anh Hồng Phúc thì đẹp. Cũng cỡ 17, 65, 17 rồi đô tí nhìn. Đô một chút. Điểm gì mình không thích ở người đàn ông? Như là hút thuốc, nhậu thì không thích lắm. Nên là có chừng mực thôi. 22 tuổi, trẻ, năng động mà không có bạn trai hả? Dạ. Tìm không ra. Với lại những cái đối tượng em gặp thì thường là bằng tuổi em mà em không thích bằng tuổi. Thích lớn hơn, bao nhiêu? Thích lớn hơn nhiều, càng nhiều càng tốt. Rồi, để chị coi bên ngoài bên kia coi có tròn trịa 1m7 không nha. Rồi, đầy 1m9 luôn á. À, chào bạn. Dạ. Ù, mắt to dữ ta. Mắt to, mũi cao. Này đen hơn anh Linh à. Linh có đối thủ rồi. Bạn có hút thuốc, nhậu nhẹt nhiều không? Hút thuốc thì có, nhưng mà nhậu nhẹt thì cũng ít. Cho khi nào đi công việc thì mới uống tí. Mình có đưa ra mẫu người lý tưởng là người như thế nào không? Thật sự thì em cũng không có đòi hỏi là phải đẹp xuất sắc hay là sao hết, nhưng mà cũng bình thường. Bây giờ nếu mà kéo màn lên thấy cô bên này được nè, tìm hiểu được nè, nhưng mà giờ cổ muốn 2 năm thôi là phải đám cưới, tại cổ muốn đẻ sớm. Nếu tụi em tiến tới được thì chắc để hai bên thỏa thuận rồi đi đó. Bây giờ đây nè, tôi thỏa thuận giùm nè, giờ 2 năm nữa đám cưới. Thì để từ từ em trả giá, cỡ 3 năm. Tại sao vậy? Em cố gắng phấn đấu để có một địa vị gì đó trong xã hội, rồi lúc đó phấn đấu vì sự nghiệp trước. Thì phải nói rõ, nhiều khi là còn ham tiếc nuối mấy cái cô kia chưa có chấm dứt được hay là cái gì, tôi phải hỏi kỹ tôi bà Mai mà. Dạ không, vấn đề đó yên tâm, mày không có. Yên tâm. Dạ. Ngoại hình thì được rồi đó, mà thấy có ánh mắt có chút gian dối gì đó. Ta rung thôi chứ gì đâu mà. Nghe rồi cái gì? Thí dụ là chịu chờ không? Lỡ trong thời gian chờ ai cướp mắt em thì sao anh? Anh không sợ người khác cướp đâu, nhưng mà chỉ sợ là một trong hai có vấn đề thôi. Tại vì bạn em công an nhiều lắm, không sợ cướp. Nay có người thân bạn đi không? Dạ có, ông anh, bạn giai anh và em chơi cũng thân. Làm chung cơ quan không? Dạ không, ảnh đang công tác ở công an phường 14, phường 11. Rồi, xin chào anh. Dạ, xin chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Cát Tường. Ừ, Cát Tường, dạ. Anh cảm giác rằng với bạn thân của mình thì có hợp tính không? Tùy theo cái Nguyên và Hạnh thôi, chứ không góp ý được. Dạ. Như thấy hai tính hai người đó hợp không? Dạ, Hạnh thì nói chung là có hiện tại có công việc ổn định. Đang nói thì cũng có cái suy nghĩ cũng cứng rắn, thì đó qua đó thì Nguyên cũng cân nhắc lại, rồi nếu cảm thấy đến được trong thời gian tới đây thì nên đến. Mình có đi với người thân không cưng? Dạ em đi với bạn thân của em. Đâu bạn em đâu? Dạ em chào Nguyên Linh, chào chị Cát Tường. Rồi chào em. Em nghe cái quan điểm của hai người thì em thấy sao, hai người này có thể phù hợp đến với nhau được không? Dạ thật ra thì bạn em nó còn trẻ con lắm, nhưng mà anh bên đây mà chấp nhận được cái tính trẻ con của nó thì em nghĩ chắc hai người cũng có thể hòa hợp được. Nhưng mà còn tùy thuộc vào bạn em nữa, chắc phải thôi cứ thử tìm hiểu xem sao. Mà em nhận xét anh bên kia như thế nào? Dạ anh bên đây rất là chững chạc.
Chững chạc mà, làm ở văn phòng đảng quỹ phải chững chạc chứ. Dạ. Dạ em chào anh. Rồi, chào bạn. 2 năm bắt buộc hả? Dạ không bắt buộc, nhưng mà sớm thì hay hơn, em thấy để lâu quá em sợ quá. Sao sợ? Là bỏ một cái là nghiêm ế luôn, đứng cả tiêu. Sợ bị bỏ. Anh hỏi thì hỏi vậy rủi ai cướp em sao, nhưng mà hỏi vậy thôi, thật ra trong bụng là sợ bị bỏ con gái đáng thương, tội. Dạ đúng rồi anh. Tin rằng anh này cũng đã có một suy nghĩ rất là vững chãi rồi. Quan trọng là sự nghiệp, 5 năm nữa phát triển xong cưới luôn. 5 năm không nhanh lắm, các bạn còn trẻ mà ha. Dạ. Có lo vì các tượng giờ này chưa lấy chồng nữa kìa. Gì liên quan, tôi không muốn thôi, muốn thiếu gì người, đúng không? Dạ đúng vậy. Rồi, ta... kéo màn lên. Kéo màn lên cho hai người gặp. Dạ em chào anh. Qua tiếp xúc nãy giờ thì anh có đáp ứng đủ yêu cầu của em? Trời ơi, cái gì mà rung dữ vậy, bình tĩnh, hít thở vô gì mà nói mà cái má mà giật 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 giật. Bình tĩnh. Dạ, nhìn chung thì cũng được. Thì em có muốn hỏi anh gì không? Nếu như anh đi hẹn hò với bạn gái mà anh chờ lâu quá, anh sẽ như thế nào? Thì anh nói rồi, chắc anh thì anh đứng anh chờ, nhưng mà anh nói rồi có tật xấu của anh là hút thuốc đó. Thì anh đứng anh hút anh chờ thôi. Một ngày anh hút mấy bao anh? 2 ngày 1 gói cũng có khi ít hơn. Thì ví dụ công việc căng thẳng quá thì anh hút hơi nhiều. Anh có bạn thân là con gái không? Có. Em không thích con trai quan tâm con gái thái quá. Nên là nhiều khi các bạn thân con gái thì mấy anh quan tâm kỹ lắm. Thì dĩ nhiên thì trước đây anh chưa có bạn gái thì anh có bạn thân thì dĩ nhiên anh phải lo cho bạn thân. Nhưng mà bây giờ thí dụ anh có bạn gái thì anh phải xếp lại vị trí thứ tự chứ. Bạn gái trước rồi mấy bạn thân sau. Hồi đó giờ bạn tỏ tình lần nào chưa? Dạ chưa. Chưa, bây giờ tỏ tình đi đó. Nói sao cho bạn gái tin mình đi. Em là bạn gái anh nha. Đáp lại. Có tí nữa em bấm chuông thì anh sẽ biết. Chuông đâu bấm. Hết thời gian. Suy nghĩ thật kỹ quyết định. 1 2 3. Đứng sát bên nhau, nắm tay nhau đi. Nhanh không? Nhanh gì đâu, nhanh, nắm tay mà. Rồi, nắm tay là họp luôn, đi họp luôn. Đây, có mấy giấy xem phim. Mình tạo điều kiện họp hành trong rạp phim nha. Bạn cảm nhận thế nào khi mà nắm tay người con gái bên cạnh? Mất cảm giác, rung quá. Không có... Gì rung dữ vậy? Bạn gái thấy sao? Dạ êm. Êm hả? 3 năm nha, hứa rồi đó. Tối thiểu chứ đừng có tối đa. Tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Dạ em cảm ơn anh chị nhiều. Đó, mắc cỡ. Em là bạn gái của anh nha. Suy tư một lúc, thế là bạn không nói gì hết, bạn nói là cho bạn thời gian suy nghĩ. Thế thì cũng chuyển qua câu chuyện, cũng rất là vui. Khi mà về thì nguyên đêm đó em đâu có ngủ được đâu. Em nghĩ trong bụng là chắc chắn là sau đêm nay là mình có bồ rồi. Thế là sáng ngày hôm sau bạn nhắn cho em một cái tin nhắn, bạn nói là bạn không thể đón nhận được tình cảm của em được, bởi vì bạn đã thương một cái người khác rồi. Em nghĩ là định nghĩa đẹp trai thì của mỗi người một khác nhau ấy. Em muốn là bạn ấy cao hơn em, tại vì em rất là thích chụp hình, cao vui vẻ. Cao như vậy? Dạ, cao khoảng 1m7 đi. Được không em? Dạ không. Dạ không. Mời nhà trai. Rồi, chào trai. Rồi, xin mời nhà gái. Tới đây mà đó. Yeah. Mời bạn nam. Em chào anh Quyền Linh. Chào chị Hồng Vân. Chào em. Chào em gái bên cạnh và chào tất cả quý vị khán giả trong trường quay ngày hôm nay ạ. Dạ, em xin tự giới thiệu, em tên đầy đủ là Nguyễn Khắc Tài. Năm nay em 27 tuổi. Em sinh ra và lớn lên tại thành phố Hồ Chí Minh. Và công việc hiện tại của em là em đang phụ trách bộ phận kinh doanh của một công ty về lĩnh vực trang trí nội thất thiết bị điện ạ. Em làm ở Tân Bình ạ. Nhà ở đâu? Em ở Vĩnh Lộc. Rồi, mời đàn gái. Em chào chị Hồng Vân, em chào anh Quyền Linh và chào anh trai bên kia, em chào tất cả mọi người. Em tên đầy đủ là Trần Hạnh Hằng. Năm nay em 26 tuổi. Hiện em đang làm nhân viên văn phòng về lĩnh vực và marketing tại một công ty về thực phẩm.
À, quê em ở Bà Rịa Vũng Tàu và hiện tại thì em đang làm việc ở quận 1, sống ở quận 9 ạ. Ta đem đây ta đầy đủ dễ sợ luôn đó. Bạn gái cho tôi biết một chút xíu về ưu điểm và khuyết điểm đi. Về ưu điểm thì em nghĩ là em là một người khá là vui vẻ, hòa đồng. Mọi môi trường thì em nghĩ là em có thể hòa hợp được rất là nhanh. Em thì là rất là tôn trọng cái ý kiến của mọi người. Thường thì em không có thích tranh cãi cũng như là tôn trọng ý kiến của người khác. Nên vì vậy là đối với em là trong mọi thứ là không có thắng thua gì hết. Chỉ là ý kiến của mỗi người khác nhau thôi. Thì mình làm sao đó để dung hòa. Cái em nghĩ đó là ưu điểm của em. Cái này hay điểm, đó em. Điểm chưa mạnh của em là về cái việc cầm kỳ thi họa thì em không được tài giỏi cho lắm. Và ngoài ra thì em có cái tính là hay quên. Em quên cái này quên cái kia rồi. Nhưng mà em nghĩ cái đó vừa là ưu điểm vừa là khuyết điểm. Tại vì là mình ít thù dai, ít giận dai. Quên lẹ đúng không? Dạ. Còn bạn nam bên kia thì sao? Ưu điểm của em là người tự tin, quyết đoán, có lập trường, sống có mục tiêu, định hướng rõ ràng. Và em cũng rất là thoáng, không có chi li tính toán ạ. Điểm yếu của em thì em là một người sống về lý trí, cho nên là em bị khiếm khuyết về cái mặt cảm xúc. Đó là em không có khiếu hài hước, em ít lãng mạn, ít bộc lộ cảm xúc, không có kinh nghiệm trong chuyện tình cảm. Vậy đó. Không thường bị cái đó đó. Dạ, theo anh nghĩ thì cảm xúc đó có thể bồi dưỡng thêm nữa ha. Dạ vâng. Tình trường của em sao, em đã có người yêu chưa? Về kinh nghiệm tình trường thì em vẫn là con số không tròn chỉnh vậy. Thì cũng hơi nghi nghi đó, bởi vì là không có người yêu chứ nghi cái gì. Sao ông gây tôi hoài vậy? Có gì đâu nghi. Ý là nghi e ngờ tôi khác đó, em hiểu không? Dạ, em xạo hiểu cái đó là linh tự suy diễn. Trời sao tự suy diễn, ta nghe ta hiểu rồi. Hiểu dạ. Cái gì? Tức ghê cái ông mối này á. Chào em. Dạ em chào chị. Hôm nay nhìn chị xinh quá. Xin lỗi chị, cảm ơn em. Đó, như vậy là có cảm xúc đó. Anh nói với em là dạ em cảm ơn chị ạ. Đối với người con gái đó, nói chung là người ta yêu bằng cái lỗ tai đó, em hiểu không? Cho nên dạ. Là chị nói em chút xíu nữa, ví dụ em có gặp bạn gái bên đây á thì em hãy dùng những cái lời lẽ tương tự như vừa rồi để mà em ứng xử, nghe chưa? Dạ. Dạ. Dễ thương quá à. Đó. À được á. Em chưa yêu ai bao giờ luôn? Dạ chưa có mối tình chính thức, nhưng mà mối tình đơn phương thì cũng được một rồi. Cái người kia có biết em yêu người ta không? Có, em có tỏ tình mà. Nhưng mà sau khi tỏ tình xong thì bạn đó chia tay em luôn. À, lạ cái trời, phải nói sao chứ tự nhiên nó vừa mới tỏ tình tao nói chia tay luôn hả? Thì cái bữa đó là sau khi nhiều lần mà em đã đi chơi với bạn cũng như tặng quà rồi, thì bữa đó là em quyết định là em sẽ tỏ tình. Thế là em cũng lên kế hoạch cũng chu đáo lắm. Em cũng mua bó hoa, con gấu bông, đón bạn nữ đi ăn, đi uống cà phê. Rồi khi mà nói chuyện một lúc cái em xin bạn nữ cho em nắm tay. Bạn cho em nắm, thế là em nghĩ trời kiểu này là dính chắc rồi. Bước một thành công, em chuyển sang bước hai liền, em tỏ tình với bạn. Giống như mấy trong phim ấy anh, thì cũng là em là bạn gái của anh nha, em chỉ biết nói như vậy thôi. Bạn nói sao? Suy tư một lúc, thế là bạn không nói gì hết, bạn nói là cho bạn thời gian suy nghĩ. Thế thì cũng chuyển qua câu chuyện, cũng rất là vui. Em nghĩ trong bụng là chắc chắn là sau đêm nay là mình có bồ rồi. Thế là sáng ngày hôm sau bạn nhắn cho em một cái tin nhắn, bạn nói là bạn không thể đón nhận được tình cảm của em được, bởi vì bạn đã thương một cái người khác rồi. Vậy thì em chỉ là đứng ở vị trí số 2 thôi. Mà em thì em đâu chấp nhận vị trí số 2 được. Em là một là số 1, hai là không là gì của nhau cả. Bây giờ hôm nay mới có cơ hội gặp bên đàn gái đúng không? Em sẽ không hối hận đâu. Bên gái nhà tôi hơi bị được đó. Em có người yêu chưa? À dạ đương nhiên là nếu như mà có người yêu rồi thì không tham gia chương trình rồi anh. Em có mấy mối tình rồi? À dạ khi em học cấp 3 thì em cũng có mối tình gà bông dễ thương là kỷ niệm đẹp. Em có quen một anh lớn hơn nhưng mà do là môi trường làm việc của hai anh em khác nhau nên hai anh em từ đó là không có tiếp tục nữa. Dạ. Tới giờ luôn? Dạ tới giờ luôn. Về công việc của em hiện giờ em cơ sở vật chất em tới đâu rồi? Trời ơi. Ra cái khoảng thời gian vừa rồi em không quen bạn gái, không phải là em không gặp những cô gái đẹp. Mà bởi vì có hai cái lý do chính. Thứ nhất á, khi mà em còn trẻ thì em đặt ra cái khoảng thời gian mốc 5 năm của em là từ năm 20 cho tới năm 25 tuổi. Thì đó là cái khoảng thời gian em sẽ trải nghiệm cuộc sống, em phải làm việc và chọn ra được một cái lĩnh vực ngành nghề mà mình thích. Đây cũng là khoảng thời gian em cho phép bản thân mình được thất bại. Thế nên là cái nguồn thu nhập của em sẽ không có ổn định và em không muốn quen bạn gái trong khoảng thời gian này. Rồi bây giờ nguồn thu nhập ổn định chưa, nói cho bà mối biết. Dạ. Em hiện tại thì công việc của em cũng đã ổn định rồi và em nghĩ là mình đã đủ chín chắn để mình có thể lo cho cái gia đình nhỏ của mình sau này. Hiện nay em đang làm thuê hay là làm chủ? Công ty này thì đó là do em và một số anh em lập ra. Tức là công em ty làm chủ, em làm chủ đúng không? Dạ có thể nói như vậy ạ. Đàn trai chủ một công ty. Thấy chưa? Bây giờ tôi... Ủa ông làm gì? Ông có sừng sổ. Em ơi, bây giờ nói tóm lại là bên nhà gái mình, em nói về quan điểm của em đi. Dạ thì hiện tại á, công việc của em nghĩ là khá ổn định. Mà em quan điểm của em á, là con gái thì phải độc lập,
không thể nào mà dựa dẫm vô một người. Ví dụ như là mình sẽ có một người kế bên mình để chia sẻ, nhưng không phải là người để mình dựa dẫm. Sao? Nói chung là hai bên là cũng 1 9 1 10. Em mong muốn cái hình mẫu lý tưởng của em phải như thế nào? Em mong muốn có một số cái tiêu chí lý tưởng. Ừ. Thứ nhất đó là bạn trai không hút thuốc. Không, dạ, em không hút thuốc ạ. À. Thấy chưa? À, không hút thuốc. À, thứ hai là bạn trai không có, có thể là tiết kiệm nhưng mà không phải là keo kiệt. Nó khác biệt nhau. Dạ, cái này thì em đã nói trong cái ưu điểm của em là em không tính toán. Dạ, thứ ba là em mong muốn là bạn trai là một người thông minh và hiểu biết, nhưng mà không phải là một người thích thể hiện và khoe mẽ. Được không em? Câu này nó hơi trừu tượng chút xíu ha. Dạ không, em chắc cũng không. Rất là điềm tĩnh chị. Lâu lâu cũng khoe một chút em. Xin lỗi, bên đây cũng chủ công ty à. Không, nhưng mà chị thấy bạn này là khiêm tốn. Tại vì nãy mà khui cho nhiều, khui thiệt là khui ra. Thậm chí Linh phải hỏi thẳng bạn mới nói bạn làm chủ. Chị nghĩ theo cái cảm nhận của chị là bạn này không phải là một người thích khoe khoang. Và em mong muốn là bạn trai là một người không gia trưởng. Tức là muốn mọi thứ là chia sẻ với nhau. Có gia trưởng không bé? Dạ không, em rất là tôn trọng những người xung quanh mình. Rồi, độ đẹp trai cỡ nào? Từ Quyền Linh đổ lên hay từ Quyền Linh đổ xuống? À, em nghĩ là định nghĩa đẹp trai thì của mỗi người một khác nhau ấy. Nên vì vậy là nếu như mà bạn trai lý tưởng á, là lý tưởng thôi, thì em muốn là bạn ấy cao hơn em. Tại vì em rất là thích chụp hình, cao vui vẻ. Cao nhiêu vậy? Dạ, cao khoảng 1m7 đi. Được không em? Dạ không. Dạ không. Giờ mình mét nhiêu mình nói luôn nè. Dạ em chỉ 1m65 thôi ạ. 1m65 cưng ơi. Dạ vậy thì là mẫu bạn trai tương đối. Em muốn tìm một người phụ nữ thế nào, nói luôn cho đàn gái nghe coi. Hình mẫu lý tưởng của em thì em muốn là bạn sẽ bù đắp cho em cái khuyến khuyết về mặt cảm xúc. Đó là bạn là một người người sống tình cảm, biết quan tâm chăm lo đến gia đình, vui vẻ hoạt bát, dễ gần và biết nấu ăn. Có hết. Chị có cái vụ nấu ăn biết nấu không? Dạ biết nấu, nhưng mà không phải là món nào cũng biết nấu thôi. Mình nói nấu cơm ăn, gia cơm đình gia là đình ok thì... đúng không? Dạ. Còn về ngoại hình đó thì chiều cao em nghĩ là từ khoảng 1m55 trở lên thôi. Dạ em dương. Hơn em. Dạ, mình nhiêu, mình nhiêu nè? Dạ 58. Tới 58 lận. Tới 58 lận. Da trắng. Có trắng. Có luôn, có luôn. Tóc dài. Chút đỉnh. Có hơi dài dài. Dáng người mảnh khảnh. Rồi, có luôn. Trời ơi. Mặt thân thiện. Quá thân thiện. Quá thân thiện luôn. Dạ như vậy là đủ rồi ạ. Thôi bây giờ là mình có thể hỏi người trời đàn ơi đàn. Hỏi coi bên đó đi đây, dạ hôm nay em đi với mẹ với lại chị gái và bạn em, bạn thân em. Trước hết là xin chào hai em sinh nghi duyên dáng của chương trình, anh Quỳnh Linh và chị Hồng Vân. Tôi là mẹ của Hành Hằng. Ba mấy phút vừa rồi nghe như lời của cháu trai bên này á. Con trai mà có tự tin, cầu tiến như vậy là cũng ok. Thôi đến tuy để cổ vũ thêm tinh thần cho cháu Hằng thì tôi nhường lời cho chị của nó. Dạ, trước tiên thì xin được gửi lời chào đến anh Quyền Linh, chị Hồng Vân. Dạ, em là chị gái của Hạnh Hằng. Thì thấy là bạn trai bên đây thì khá là điềm đạm, đỉnh đạt. Nói chuyện thì cũng là khiêm tốn chứ đó Hằng. Chị thấy là được. Chị nghĩ rằng là hai em sẽ hợp với nhau. Rồi, cảm ơn gái. Anh trai đi với ai? Dạ, hôm nay đến với chương trình thì có chị dâu của em, một cô bạn thân thời đại học và một người bạn thân từ cấp 3. Chào anh Quyền Linh và chị Hồng Vân, tất cả khán giả. Chị thấy bạn gái bên này thì rất là xinh, dễ thương, nhìn thì cũng rất là thân thiện. Được hay không là do hai em tìm hiểu với nhau. Mà mình thấy Linh có để ý, Linh thấy một bạn nam đúng không, bạn thân, rồi bạn nữ bên đây cũng là bạn của Tài luôn, mà bạn nữ này cũng khá là xinh xắn luôn. Ủa, bạn nữ có bạn trai chưa? Chưa hả? Ủa? Dạ, đầu tiên thì em chào anh Quỳnh Linh, chị Hồng Vân ạ. À. Em là bạn thân của Tài cũng được 10 năm rồi. Hai bọn em quen nhau từ thời sinh viên á. Nhưng mà có lẽ là bạn thân nói chuyện tâm sự với nhau nhiều quá chắc không yêu được. Với lại từ xưa tới nay em với Tài biết nhau, chơi với nhau chứ chưa bao giờ nghĩ tới việc là sẽ quen, sẽ yêu hay sẽ gì hết á. Chị nghĩ là bạn bè thôi ạ. Có khi có những thời gian trà sữa. Cà phê thôi, lâu lâu thôi. Có những khi là hình như hơn 1 năm, gần 2 năm mới gặp. Tại em rất là quý Tài. Ở cái đức tính của Tài rất là tốt. Em thấy bạn nữ bên đây sao? Em thấy rất là hợp với bạn em. Em nghĩ là hai bạn có thể cho nhau cơ hội, biết đâu bạn em có mối tình đầu. Hay quá. Hay. Mở rào. Đã, quay qua kìa cưng.
Chào em. Dạ, em chào anh. Đến với chương trình thì anh có một cái món quà muốn dành tặng cho em. Dạ, em cảm ơn anh. Em cũng có món quà tặng anh. Thật ra là có hai món quà lận chứ không phải là một món. Món đầu tiên là một cuốn sách mà gần đây em đọc. Thì nó nói về trải nghiệm của một người trong cái suốt hành trình của người ta. Thì em ngày em có nghe nói là 5 năm đầu tiên là anh muốn là để trải nghiệm. Thì em hy vọng là anh sẽ đọc cuốn sách này để cùng chia sẻ với em nếu như có thể. Món quà thứ hai em có là hai cái phong bì này. Nhưng mà anh có đồng ý tham gia với một trò chơi không? Được, anh đồng ý. Dạ, thì em nói luôn, hai phong bì này sẽ là có một phong bì coi như là rất là cực kỳ may mắn và mong bị là chưa được may mắn. Có thể là nói như là một con bị bấm nút và một con bị không bấm nút. Anh có chơi không? Được, anh đồng ý. Dạ. À vậy thì anh hãy chọn một trong hai cái món quà này. Coi như cái phong bì không bấm nút rồi nha. Dạ. Không, em nghĩ là với cái tính cách của anh và với cái sự tỏa sáng này của anh thì em nghĩ là may mắn nhiều hơn. Anh cần lo ra bây giờ khoan chơi được không? À, em sẽ mở đầu tiên để xem là em như thế nào thì anh còn lại là em biết ha. À, dạ, dạ rồi. Giấy bên kia anh sẵn sàng để mở chưa? Được, anh sẵn sàng rồi. Dạ, mời anh. Anh hồi hộp quá. À, khi anh mở ra thì anh hãy đọc to rõ cho mọi người cùng nghe nha. Bóc nhầm phong bì không bấm nút nha. Gửi đến anh, cùng đi uống trà nhé anh. Vậy thì anh nghĩ đó là may mắn hay không may mắn hả? Anh nghĩ đây là một sự may mắn chứ. À vậy thì mình hãy làm điều đó. Sau đó là phong bì của em là cùng đi làm gốm anh nha. Cảm ơn em vì món quà này. Anh cũng muốn nói về một ít về cái món quà của anh. Em mở ra đi, mở ra đi cưng. Em thích hoa chứ? Dạ, đương nhiên con gái mà. Đây là một bó hoa hồng vĩnh cửu. Màu tím, màu tượng trưng cho sự chung thủy, chân thành của anh dành cho em. Hy vọng là em là mối tình đầu của anh cũng sẽ là mối tình cuối của anh. Bó hoa này thì gồm có 11 bông và ý nghĩa của 11 bông này là một đời này anh chỉ yêu mỗi mình em thôi. Hy vọng là nếu mà sau chương trình này chúng ta có duyên với nhau thì những cái lần hẹn hò tiếp theo anh có thể nhìn thấy em mãi xinh đẹp giống như bó hoa này. Dạ, em cảm ơn anh nhiều, rất là ý nghĩa. Sau khi mà em nghe anh chia sẻ thì em có suy nghĩ hay là có cảm nhận gì về anh không? Khi mà em ngồi ở bên này lúc mà cái rào che qua á thì em có nghe mọi người giới thiệu cũng như là anh giới thiệu về bản thân á, thì em nghĩ là sau cái lời chia sẻ đó thì em nghĩ là anh là một người rất là cởi mở cũng như là vui vẻ, chứ không phải là như anh nói là anh không có hài hước. Em nghĩ là anh rất là vui vẻ với mọi người, nên vì vậy là em hy vọng là mình sẽ duy trì được cái sự vui vẻ đó trong ít nhất là bữa nay. Cảm ơn em, anh rất là vui khi nghe em nói điều đó. Lúc nãy khi mà nghe giọng nói của em cũng như là cách mà em chia sẻ thì anh cũng đã có cái sự mường tượng trong đầu về cái hình ảnh của em rồi, chỉ là thiếu gương mặt của em thôi. Hiện bây giờ thì cái hình ảnh đó đã rất là đầy đủ rồi. Yeah. Em có một đôi mắt rất là đẹp, nụ cười duyên và một cái khuôn mặt rất là thân thiện. Dạ, yeah, cảm ơn anh nhiều. Quan điểm về chăm sóc gia đình thì sao hả anh? Chăm sóc gia đình thì anh nghĩ đây là vấn đề chung của cả hai. Anh sẽ phụ em phần đó và anh sẽ rất vui vì điều đó luôn. Em nghĩ là mình cùng san sẻ chứ không phải là chỉ phụ thôi ạ. Chắc chắn là như vậy. Rồi con trai hay là con gái? Đối với em thì sao? Đối với em thì là nếu như mà con gái thì ăn diện đồ thiệt đẹp, còn con trai thì rất là mạnh mẽ, nên em không quan trọng là trai hay gái. Không biết là mình có quan trọng không anh hả? Đối với anh thì anh không quan trọng là con trai hay con gái. Chỉ cần là tụi nó sở hữu cái sự tự tin, quyết đoán của anh và sự thông minh xinh đẹp của em, như vậy là được rồi. Trời ơi. Thôi bây giờ mình hát tặng bạn gái một đoạn nào đó để trao cảm xúc cho nhau đi. Mình tiến tới mình nắm tay bạn gái mình hát một bài gì đó. Anh cũng có chuẩn bị một đoạn nhạc. Đêm nay anh nhớ em, anh ngước lên hỏi sao trên trời. Sao lung linh san tươi, hình bóng em trong tim anh đó. Ta trao nhau tin yêu, nguyện mãi yêu mỗi em trong đời. Xa xăm trong giấc mơ, người dẫu yêu có mơ về anh. Bên nhà giọng hát rất là dễ thương. Lại đi cưng. Nếu vậy thì là em sẽ đáp tiếp là cái bài hát này luôn. Anh ha. Dạ. Yêu là sẽ bên nhau trọn đời, không bao giờ rời xa nhau dù cho bao đắng cay. Hay quá, đúng không thầy? Từ nãy giờ hai bạn đã nói chuyện với nhau, cũng đã nói lên cái quan điểm của mình. Bây giờ đã đến lúc chúng ta lắng lòng mình lại, kiểm tra con tim của mình đi.
Chuẩn bị 3 2 và 1. Hết thời gian. Nắm tay được rồi đó. Tôi nghe bên đây cạch là tôi vui ghê lắm. Mà tại vì tôi biết cái bên kia cạch trước nữa. Hôn nhau nụ hôn đầu tiên. Dạ, con xin phép bác và gia đình cho con gửi cái nụ hôn đầu tiên của con cho em Hằng. Anh xin phép nhé. Em đã cướp đi nụ hôn đầu của anh rồi. Không có đó, anh tự nguyện mà đâu. Tự nguyện mà. Không, hai đứa dễ thương lắm á. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Và các bạn sẽ nhận được một năm sử dụng miễn phí Amity nếu như các bạn đăng ký kết hôn. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Tặng bạn một bộ sản phẩm viên uống mắc he, ngăn ngừa rụng tóc, kích thích mọc tóc nhanh, chắc khỏe và bóng mượt. Mắc he dùng tốt cho cả nam và nữ. Robot thương hiệu quốc gia gửi tặng hai bạn voucher 50% khi mua thiết bị điện, dây cáp điện, máy làm mát và máy lọc nước robot thế hệ mới. Ứng dụng vi mạch và màn hình hiển thị giúp mọi người kiểm soát chất lượng nước lọc trước khi sử dụng, an toàn cho sức khỏe. Nếu như hai bạn tiến đến hôn nhân, robot sẽ tặng máy lọc nước trị giá 10 triệu đồng, robot chất lượng nước, chất lượng sống. Thương hiệu Duhan dành tặng cho các bạn bộ đèn LED, ốp trần, vách và một ổ cắm, một tay cao cấp Duhan. Duhan, tự hào đèn LED Việt. Nước khoáng Đảnh Thạnh Vicoda tặng bạn sản phẩm nước khoáng kiềm thiên nhiên Vicoda với độ pH tự nhiên 8.5, giúp trung hòa lượng axit dư thừa, rất tốt cho sức khỏe, đặc biệt về tiêu hóa. Sản phẩm được đóng chai ngay tại nguồn khoáng Đảnh Thạnh, đảm bảo chất lượng đồng nhất, giữ trọn vẹn các khoáng chất cần thiết cho cơ thể. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Nhãn hàng thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép hân hạnh tài trợ phần quà trị giá 20 triệu đồng dành cho những cặp đôi chính thức trở thành vợ chồng từ chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Rồi, chúc hai đứa hạnh phúc. Nắm tay nhau, đừng buông tay nhau. Mẹ nói trước khi mẹ bị đi với anh dai đấy á, là phải giữ mình, đứng xa xa thôi, đứng gần á là coi chừng nha con. Mẹ nói coi chừng có bầu á con à. Thế là sợ quá, cứ hễ anh đứng bên này là mình, anh đứng bên này thì mình cứ nhảy qua bên kia, anh đứng bên kia thì mình cứ đứng bên này thôi, cách xa nhau. Ví dụ như anh có góp gạo với em á, nấu cơm chung á, anh nói tiếng Việt Nam giùm em đi, anh nói tiếng Pháp em nghe em không hiểu. Bây giờ không để mất thời gian của mọi người, chúng ta hãy gặp ngay cặp đôi thứ nhì. Rồi, xin mời nhà gái. Rồi đây ạ. Mời nhà trai. Dạ. Dạ chào. Chào anh ạ. Dạ. Em chào chị ạ. Linh mời ơi, đàn gái giới thiệu trước đi. Xin để chị bên mình giới thiệu trước đi chị ha. Dạ, lời đầu tiên cho em được phép chào chị Hồng Vân và anh Quyền Linh với toàn thể trường quay của chúng ta, những người xem đài. Dạ. Sau đó thì cho em được chào anh bạn chung vách của em. Em tên là Lê Ngọc Quang, rồi em làm việc ở trung tâm thể dục thể thao của phường. Dạ. Dạ, năm nay mắc cỡ quá. Đâu sao đâu chị, đâu có. Dạ, năm nay em được 55 cái xuân xanh. Ồ. Cho nên ế 55 năm rồi. Dạ, em chào chị. Đúng rồi, vậy là em phải gọi chị là chị. Chào chị bên nhà gái. Rồi, xin mời anh bên nhà trai ạ. Dạ, mời anh ạ. Trước tiên, mình xin chúc hai thành viên dẫn chương trình Quyền Linh và Hồng Vân. Dạ. Và cùng tất cả các thành viên trong hội trường và đặc biệt thành viên nữ bên màn che bên kia. Mình tên là Nguyễn Duy Triệu, 63 tuổi, đã công tác ngành dược phẩm của nước ngoài 25 năm. Và hiện nay đang công tác ngành dược phẩm của Việt Nam mình ở khu công nghiệp Phước, cư ngụ tại thành phố Hồ Chí Minh, quận 7. À, quận 7. Dạ. Chị ơi, chị cho bên đàn trai biết một chút về ưu điểm, khuyết điểm đi chị. Dạ, khuyết điểm của em á là coi như nóng tính nhưng mà dễ nguội. Và cái thứ hai nữa là dễ mũi lòng lắm. Mà ai ghẹo chút xíu á là khóc, nhưng mà điều rồi
cũng mau nín nữa, y như là lúc mà chuẩn bị khóc thì chuẩn bị nín cũng nhanh. Cho nên cái đó là có gọi là khuyết điểm không anh Linh? Không, cái đó không phải là khuyết điểm, mà cái đó là một cái cá tính riêng của mỗi người. Tại vì cái cảm xúc thì mình không thể nói nó là khuyết điểm được chị. Dạ. Và xin mời nhà trai ạ. Điểm mạnh của Duy Triệu á thì nói chung cũng có cái là hòa đồng, và trong cái cuộc sống mình cũng phải học hỏi với mọi người. Và đặc biệt là có cái là hay đam mê thể thao. Anh chơi môn gì anh? Và luôn luôn chơi có một môn duy nhất thôi là cái môn tennis. Sau khi chơi cái môn này thì cách nay 25 năm là bỏ thuốc lá luôn. À, được. Tốt rồi đó. Còn cà phê là hoàn toàn không có, rượu cũng không có, bia thì có. Dạ. Cái đó là cái sự xã giao của dạ, cái người rồi. Phái nam nha. Dạ. Dạ. Thì cái điểm yếu thì nó có cái như hơi lười biếng, nhưng mà có cái tác động của gia đình hay là cho người xung quanh đó tác động vô thì mình xin trở lại. Xin đàn gái cho đàn trai biết chút xíu về đường tình duyên được không ạ? Dạ được. Em thì nói chung là hồi trẻ trâu là có quen một bạn học. Quen là chỉ là cái thuở ban đầu thôi, mới nhìn nhau rồi thích thôi, chứ cũng chưa gọi là yêu. Rồi lần hai thì có yêu một anh công an, nhưng mà sau đó thì hai đứa không hợp thì chia tay. Bao lâu chị? Chưa bao lâu? Dạ 4 năm ạ. 4 năm. Dạ. Trời. Nhưng mà cũng thú thật với lại chị Vân với lại anh Linh nha. Trong 4 năm đó, hai đứa chỉ nắm tay thôi chứ không dám làm gì hết. Không có tiến xa hơn luôn. Dạ, có nghĩa là cái thời điểm của mình và chị Hồng Vân á là ba mẹ rất là khó. Đúng rồi. Ví dụ như mình nói chẳng hạn như vậy nè, mẹ nói trước khi mẹ bị đi với anh trai đấy á là phải giữ mình, đứng xa xa thôi, đứng gần á là coi chừng nha con. Mẹ nói coi chừng có bầu á con à. Thế là sợ quá, cứ hễ anh đứng bên này là mình, anh đứng bên này thì mình cứ nhảy qua bên kia, anh đứng bên kia thì mình cứ đứng bên này thôi, cách xa nhau. Rồi sau đó thì sao chị? Sau đó chị có yêu ai nữa không? Dạ nói chung là thời điểm đó rồi á, em đi vào xí nghiệp rồi xong rồi á là ba mẹ bệnh, là coi như em chăm lo cho ba mẹ rồi xong rồi thì đến bây giờ, tới bây giờ luôn, ba mẹ mất rồi em mới nghĩ tới mình. Trời ơi, vậy hả? Có nghĩa là chị hy sinh cả một cái tuổi thanh xuân của mình cho gia đình, đúng không? Dạ. Cho ba mẹ, chăm sóc các cụ. Lúc đó thì em nuôi bà ngoại nữa, rồi sau đó thì bây giờ là nuôi ông anh nữa. Làm như là mình đang rảnh á, có nghĩa là mình không có người để mình chăm sóc những người thân của mình. Ồ, vậy hả? Dạ. Trời ơi, vậy là cái bài chị tôi là tặng riêng cho chị được luôn. Đúng rồi đó. Nghe bên thằng gái thấy cảm xúc quá nha. Anh thấy sao anh? Chưa có người yêu luôn á. Còn nhận phải nó kiên trì quá. Dạ, kiên trì coi như. Thì cái điều đó thì cái đó là cũng là điều rất là. Vâng, chào dạ. Hồng Vân em. Dạ, em chào anh ạ. Dạ. Dạ. Thì cái đó là cái điều mà cũng may mắn cho mình luôn. Dạ. Dạ. Thực sự thì em nghe câu chuyện của chị bên đây em xúc động quá. Tốt. Em nghĩ là những người làm như vậy là thực sự chỉ có những người phụ nữ can cực kỳ nhân hậu. Can đảm. Can đảm và nhân hậu nữa, tại vì họ làm bằng trái tim, họ làm bằng đúng sự rồi. Tự nguyện chứ không ai ép buộc họ hết. Cảm ơn. Anh có thể chia sẻ chút xíu cái đường tình duyên cho đàn gái nghe đi anh. Nói chung Duy Triệu thì có gia đình, bà xã thì mới mất năm 2018 và có hai đứa con. Hiện nay ở nhà chỉ có hai đứa con và Duy Triệu mà thôi, tức là ba người trong gia đình. Ba cha con. Dạ, ba cha con. Dạ. Bây giờ thì anh cũng có thể bước nữa để tìm người tri kỷ, tri âm cho một cái chặng đường sắp tới để có thể chăm sóc nhau, chia sẻ yêu thương lẫn nhau. Linh thấy đây cũng là câu chuyện cũng hay đó. Dạ. Chào chị. Dạ, Huyền Linh. Dạ. Chừng cái nửa mảnh ghép của chị còn đâu đó. Bây giờ chúng tôi đã mời đến đây rồi. Nửa mảnh ghép gần như ngồi sát bên đây rồi. Bây giờ trong đầu chị nghĩ là nửa mảnh ghép của chị là một người hình tượng như thế nào? Nói chung là cái hình tượng á thì nó không quan trọng lắm. Nhưng mà điều cũng dễ nhìn chút xíu là anh ấy ví dụ như đi ra đường thì mọi người khi nắm tay mình thì anh ấy là sẽ là người vững chãi hơn tí, khỏe mạnh hơn tí, để có gì khi mình ngã đó thì anh ấy nâng. Dạ. Rồi ví dụ như anh ấy không cần phải là đẹp trai, tại vì bây giờ mình còn sắc dốc gì nữa để mà đẹp, nhưng anh ấy cũng phải ngoại hình cũng nhìn dễ nhìn tí xíu được, đừng có được lắm á chị. Rồi anh trai, anh muốn cảm nhận một nửa mảnh ghép cùng với anh đi suốt cuộc đời còn lại là như thế nào? Nói chung thì Duy Triệu chỉ có cái rất là đơn thuần và đơn giản nhất là dạ. Nhìn với cái người phụ nữ có cái hậu và cái gọi là nhân văn dạ. Cho cái đường sau này giữa mình đi như thế. Quá có hậu, quá nhân văn. Dạ, cái điều đó là may mắn nhất. Dạ. Vâng. Nghĩ rằng hôm nay là hai người
Bây giờ trò chuyện chúng ta cảm nhận được cái sự kết hợp của hai người cũng vâng. khá là hợp lý. Vâng. Bây giờ mình hỏi ý kiến người thân đi. Chị đi với ai vậy chị? Dạ, à, em đi với dì dạ. thứ bảy cũng như là giờ đang kêu má bảy. À rồi, cảm ơn chị. Chị cứ ngồi đi. Chào má bảy. Chào chú Quyền Linh với chị cô Hồng Vân. Dạ, chào chị. Chào. Với chào tất cả ở trường quay. Tôi là dì thứ bảy, dì ruột của Ngọc Quang. Dì dạ. là dì? Dì ruột. Dì ruột của Ngọc Quang là em dạ. của mẹ nó. Tôi đến đây không có gì hơn. Cháu tôi thì nó cũng hơi lớn tuổi, nhưng mà hồi nào giờ thì nó cũng kén gì lắm, chứ không phải đến đổi mà ấy. Nhưng mà bây giờ nếu mà trường hợp mà nó do nó quyền lựa chọn là nó thôi. Dạ. Dì thấy đàn trai sao, thấy cảm nhận có hợp với đàn gái không? Đó tùy hai đứa. Thì không có can thiệp ha. Không can thiệp. Dạ, ủng hộ nhưng mà dì ủng hộ thôi chứ không dạ. can thiệp. Rồi ủng hộ được rồi, cảm ơn dì. Anh đi với ai anh trai? Xin nói với tất cả các thành viên đi với gia đình là anh ruột người thứ tư. À. Vâng, và ông anh trước cửa nhà. Đây là anh ruột người thứ dạ. tư. Dạ. Xin chào MC Quỳnh Linh dạ. với dạ. xin chào MC Hồng Vân. Dạ. dạ. Tôi là anh của bên đàn trai. Theo anh nó Triệu. Có. Anh thấy bên cô gái á xinh xinh. Dạ. Cao. Có vẻ là lanh lợi nha, anh cảm thấy là lanh lợi. Không biết rằng hai em có tiến xa với nhau hay không. Dạ. Nhưng anh cũng xin chúc mừng trước thôi. Dạ. Rồi. Tôi xin chào anh Quyền Linh và chị Hồng Vân. Dạ, chào anh. Thì tôi báo cáo với này các anh các chị cùng toàn thể hội trường. Tôi thì ở đối diện với nhà anh Triệu. Thế thì cũng điều là không may mắn là vợ anh Triệu thì cũng chia tay gia đình để ra đi cái đi 2 năm rồi. Thế thì thực lòng đó mà nói tôi rất thương anh Triệu vì anh là người rất hiền lành. Tôi cũng có ý định là mai mối cho anh Triệu mấy cô rồi. Thế nhưng mà thực tâm ra mà nói là cái đồng cảm thì là nó chưa gặp may mắn. Thế hôm nay cũng chương trình đưa anh Triệu và chị Quang. Thì qua cái trao đổi thì tôi có cái cảm nhận thế này. Anh Triệu và chị Quang nói chung là cái tuổi thì không phải là còn thanh niên nữa, phải không ạ? Vâng. Nhưng mà tôi nghĩ là anh Triệu có hai đứa con, một đứa con trai và đứa con gái, có một đứa cháu. Thế nhưng mà hầu như là con của anh ấy là ngày đi làm hết. Thế thì lúc khỏe đã vậy, nhưng mà cái lúc ốm đau thì anh Triệu chỉ có một thân mình thôi. Cũng rất là buồn và tội nghiệp cho anh ấy. Thế còn chị Quang thì đương nhiên là cái thời kỳ son trẻ thì chị có cái kén chọn. Nhưng mà bây giờ tuổi của chị thì cũng vào cái tầm tuổi gọi là ngoài 50 rồi. Tôi nghĩ là hai anh chị nên chung lại với nhau, tức là góp cơm chung để có cái nương tựa để chăm lo cái tuổi về già. Thì tôi nghĩ là rất hạnh phúc. Và bản thân tôi ở khu xóm thì có thêm một người bạn là về cùng với khu xóm. Mà anh Triệu thì với chị Quang thì động viên nhau trong cuộc sống. Mà cũng đấy là cái mong muốn không riêng của anh Triệu và đối với lại khu xóm chúng tôi. Thế cũng rất là chân thành cảm ơn anh Quyền Linh và chị Hồng Vân đã dẫn chương trình và tạo cho anh Triệu và chị Quang này gặp lại nhau. Và tôi cũng mong muốn là anh Triệu với chị Quang sẽ ngày gần nhất đây sẽ về với nhau để khu xóm chúng tôi chung vui cùng với anh Triệu và chị Quang. Dạ. Dạ. Cảm ơn anh. Bây giờ thì mình mở rào cho anh chị gặp mặt đi nhá. Đây. Mở rào. Bắt đầu anh Triệu nha. Có anh. Chào em. Dạ chào anh. À, anh có món quà gửi cho em. Dạ em cũng có món quà để gửi anh. Rồi, rất cảm ơn nhiều. Rồi, xin mời. À, cho anh để lên bàn cái ha. Mở quà đi chị. Là cái gì đó? Cái này cà vạt anh. À, đây là khăn. Đây là bộ khăn. Bộ để em khăn. Về mỗi lần mà em sử dụng á. Sử dụng á em nhớ cái ảnh. Rồi, còn... cảm ơn. Ủa bển là gì vậy anh Triệu? Cái này cái cà vạt. Cà vạt. Cà vạt. Chị đeo cho ảnh chị. Gì hả? Anh cầm. Có đây, có đây. Cà vạt màu gì vậy Vân? Cà vạt màu xanh cơ. Xanh hả? Hai người này giờ chăm sóc với nhau chắc đã lắm à. Cảm ơn Quyền Linh nhiều. Rồi, cảm ơn em nhiều. Rồi, mình cảm nhận về nhau đi anh chị. Thì cái điều mà may mắn là đối với anh thì có được cái niềm an ủi của em. Dạ. Thì điều đó là cuộc sống của anh cũng mừng. Dạ. Và nhất là về vấn đề mình sống phải có cái nhân văn chứ. Với cái hậu, cái phúc hậu của mình nữa. Dạ. Yeah. Nói chung là em á thì không phải tự em hoàn chỉnh em. Dạ. Thì em bây giờ sẵn chương trình, em sẽ cảm ơn trước tiên là cô giáo em.
Rồi sau đó là ba mẹ đã sanh ra em. Dạ. Và những người bạn đi cùng em. Dạ, cảm ơn. Em xin lỗi chương trình, em hơi xúc động. Em thấy vậy nè chị, để bỏ mình bớt đi cái cảm xúc xúc động này đi, mình hát bài đúng cái sở trường của sở trường sở đoạn của chị đi chị. Cái này cũng xin lỗi, cũng không phải là hay là cái gì, nhưng mà kiểu như là cái bài này nó đi sâu vào lòng em. Dạ, bài này là bài Hoa 10 giờ. Hôm chia tay chiều chủ nhật, anh bảo rằng tuần sau anh đến, hái một nụ hoa xinh xinh màu tím tím, anh cài lên mái tóc thề. Rồi hẹn tuần sau khi hoa 10 giờ nở, anh sẽ đến thăm em. Em trông chờ từng phút bao đêm rồi không ngủ, mong đến ngày được gặp anh. Vậy đi. Anh, dạ, anh chịu ơn. Hát tặng lại chị đi. Nói chung thì anh cũng hát em dạ. một bài hát ngắn dạ. và bài hát đó là tiếng nước ngoài, tiếng dạ. Pháp. Thì để anh xin hát một đoạn, một khúc dạ. thôi. Dạ. J'avais dessiné sur le sable son doux visage qui me souriait et j'ai crié, crié Aline pour qu'elle revienne et j'ai pleuré, pleuré oh j'avais trop de peine. Hết rồi nè. Cái bài này em biết rồi, nè. Anh sẽ hát lên ha. Bài này hát nói lên. Về bài hát tình yêu lên, đấy. Hát lên về tình yêu đó. Em biết bài này nổi tiếng luôn. Rồi, cảm ơn. Bây giờ anh chị đã gặp nhau rồi. Dạ, cảm ơn người hát, có cảm xúc rồi. Mình nói luôn đi anh. Bây giờ thí dụ như bây giờ mình dự định tương lai mình góp gạo thổi chung đó. Thổi cơm thì... chung chứ thổi chung là thổi gì? Thổi cơm thì... chung chứ thổi chung là thổi gì? Góp gạo thổi cơm chung. Ừ, chuyện của người từ, ta mà mình từ, rung từ là sao? Để làm bên dạ. đây nó khớp tinh thần nữa. Em trường hợp như thế này, trong cái cuộc sống sắp tới thì cái tâm trạng của em là như thế nào để anh có anh cái anh đáp ứng theo? Dạ. Nói chung á là hồi nào giờ á em cũng nói thật ra là em sống một mình á cũng có cái quen, nhưng mà điều á là em thấy nó có gì thiếu cho nên á là em muốn bù đắp cái thiếu đó vô. Nhưng mà giờ em không biết là có phải là trời đã đưa cái thiếu gần lại gần em rồi, chưa. Còn cái chuyện về em á thì em cũng xin nói thẳng với anh á là khi mà ví dụ như á chúng ta góp gạo nấu cơm chung thì em cũng xin anh vậy nè, cái chữ hiếu á lúc nào người ta cũng đặt trên hàng đầu, cho nên ví dụ như em có quá hiếu á thì anh cũng có gì anh bỏ quá cho em. Còn nếu mà thổi cơm chung á mà mình phải xin trước, chứ nếu không xin á thì không được. Cho nên á là em chỉ yêu cầu như đó thôi. Phần anh bây giờ anh cũng nói rõ cho em biết là những gì cái quan niệm suy nghĩ của em sống như thế nào thì hoàn toàn anh không can thiệp sâu vào cái điện đó. Và tiếp tục những cái gì mà mình còn đang làm lúc trước tới bây giờ vẫn tiếp tục làm luôn, không có dạ. ngại ngùng như đó. Rồi em còn cái này nữa. Một cái. Ví dụ như em á là nếu mà nói là người của công chúng thì không có đúng, mà kiểu là người của xã hội. Em rất tham gia nhiều cái coi như là cái hội này hội kia. Dạ. Thì ví dụ như chúng ta đến với nhau thì anh có thể nào anh nới nã anh cho em đi tham gia hội hè này kia, tức là chứ đừng có bó buộc em đi... vào cái tình cảm không mở thì mở rộng ra đi... cho đi sinh hoạt các dạ, bạn. Dạ yes. Ok, không sao hết. Cái người mà sinh hoạt như em vậy đó nó có cái tâm trạng thoải mái hơn nữa, mà lúc đó mình thấy cái người phụ nữ đó họ có những cái hoạt bát thêm. Bây giờ thì em cũng nói là hồi nãy giờ rồi, em okay. có tí chút cảm tình với ảnh. Có. Nói chung có rồi có. Nhưng mà rất cũng... cảm ơn em dạ. Nhưng mà về á, em nói anh nghe, ví dụ như anh có góp gạo với em á, nấu cơm chung á, anh nói tiếng Việt Nam giùm em đi, anh đừng nói tiếng Pháp, em nghe em không hiểu. Đúng cái đó là... em yêu cầu cái đó có quá đáng không anh? Không có gì đâu, tại vì anh làm công ty nước ngoài anh quen rồi, anh vẫn nói tiếng Việt được mà, không lẽ hai người anh nói tiếng Pháp. Anh Linh ơi, rủi gì á, ví dụ như em nghe lóng thoáng được á, cái tiếng Anh đó là I love, còn ảnh á anh tiếng Pháp anh nói gì em cũng không biết, ảnh có love em không.
Rồi bây giờ thế này anh chị, mình để tay mình nút bấm đi. Rồi xin mời. Quyết định đưa ra quyết định của mình. Rồi, để tay vào đây anh trai. Đây được không? Chúng ta đang đối diện với hàng triệu khán giả, chúng ta đang đối diện với người thân của mình, thành ra là mình cứ theo con tim mách bảo đi, vậy đi. Con tim nó nói bấm là bấm. Ừ, đơn giản như vậy. Đếm đi Linh ơi, để hồi hộp quá. Đếm đi. Rồi đếm đến ba là anh chị cháu nó cũng muốn mình bấm đó. Anh chị quyết định nghe. 1, 2 và 3. Chúc mừng. Anh chị nắm tay đi. Ở trong sân khấu hội trường này ai cũng vui cả, bởi vì thật sự người ta cũng muốn tác hợp giữa anh chị với nhau, những trái tim còn cô đơn trong cuộc sống hiện đại thế này anh chị nha. Yeah. Thôi bây giờ mình hỏi gì chị cho phép không không? Xin lỗi. Dạ. Gì bảy gì bảy má bảy đó. Má bảy cho Dư Triệu Hung bạn gái ngoan một cái. Chấp nhận nó gật đầu được kìa. Má bảy gật coi. Chắc về, về về đây khỏi gội đầu á, để cái này riết đó, thấy chưa? Thấy duyên dáng ghê không? Không có gội đầu nữa. Chúng tôi sẽ gửi tặng anh chị một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Và anh chị nhận được 1 năm sử dụng miễn phí Amity nếu như anh chị đăng ký kết hôn. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Tặng anh chị một bộ sản phẩm viên uống mắc he, ngăn ngừa rụng tóc, kích thích mọc tóc nhanh, chắc khỏe và bóng mượt. Mắc he dùng tốt cho cả nam và nữ. Robot thương hiệu quốc gia gửi tặng anh chị voucher 50% khi mua thiết bị điện, dây cáp điện, máy làm mát, máy lọc nước robot thế hệ mới, ứng dụng vi mạch và màn hình hiển thị giúp mọi người kiểm soát chất lượng nước lọc trước khi sử dụng, an toàn cho sức khỏe. Nếu như anh chị tiến đến hôn nhân, robot sẽ tặng máy lọc nước trị giá 10 triệu đồng. Robot chất lượng nước, chất lượng sống. Nước khoáng Đảnh Thạnh Vicoda tặng anh chị sản phẩm nước khoáng kiềm thiên nhiên Vicoda với độ pH tự nhiên 8.5, giúp trung hòa lượng axit dư thừa, rất tốt cho sức khỏe, đặc biệt về tiêu hóa. Sản phẩm được đóng chai ngay tại nguồn khoáng Đảnh Thạnh, đảm bảo chất lượng đồng nhất, giữ trọn vẹn các khoáng chất cần thiết cho cơ thể. Thương hiệu Duhan dành tặng cho anh chị một bộ đèn LED ốp trần vách và một ổ cắm, một tay cao cấp Duhan. Duhan tự hào đèn LED Việt. Chương trình gửi tặng đến anh chị phần quà từ nhãn hàng thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Nhãn hàng thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép hân hạnh tài trợ phần quà trị giá 20 triệu đồng dành cho những cặp đôi chính thức trở thành vợ chồng từ chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Rồi cảm ơn chương trình. Rồi đây còn đây là quà của anh tặng rồi, cho chị nè. Rồi chào. Từ xin chào. Rồi sẽ tới. Chứ em, từ từ được lắm. Trời ơi, cho. Ước gì đám cưới họ mời mình ta. Cưng quá ha. Nói chung là hôm nay là tôi với ông làm như hạp màu đỏ hay sao á. Ủa vậy hả? Một cặp trẻ, một cặp đã lớn tuổi và họ dường như là khi mà mở rào ra một cái giống như họ gặp nhau từ tiền kiếp rồi hay sao. Trời ơi, 30 năm chưa tới mình luôn á. Ờ, đúng không? Được rồi. Cảm ơn quý vị và các bạn của anh đã theo dõi. Hẹn gặp lại và quý vị trong chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Chương trình được phát sóng vào lúc 15:20 Chủ nhật và 22:45 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Quý vị có thể xem lại chương trình thông qua cổng thông tin Lớp TV hoặc là MCV Media và nhấn subscribe nhé. Cảm ơn nhãn hàng thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép đã tài trợ chính chương trình này. Bây giờ thì Hồng Vân và Quyền Linh xin chào và hẹn gặp lại.
Nhát gái nhưng mà mấy mối tình rồi? 4 mối tình mà. Trời ơi, nhát dữ à. Trời ơi, hên là ổng nhát mà 4 mối tình đó. Rồi mối tình có 2 tháng rồi. Mối thứ nhất là mấy tháng? 6 tháng. Mối thứ hai? 4 tháng. Mối thứ ba? 2 tháng. Mối thứ tư? 1 tuần nữa. 4 mối càng ngày nó sụt xuống còn bao tuần rồi. Thì tròn tròn tới mối xíu nhưng mà tròn tròn xíu không? Đứng chơi bên em không? Được á. Mai mối kiểu gì chứ? Nói chứ em tròn tròn phải không? Có tròn. Mình cao bao nhiêu? Thì tầm 1m55 trở lên. Mét mấy cơ? Dạ em 1m63 ạ. 1m63 lận. Trời ơi ngon lành. Chương trình được phát sóng vào lúc 15:20 chủ nhật và 22:45 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.